Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Trời ơi, cai ơi, đố cai bắt được phong, đố cai bắt được phong, bắt không được là đứng lại đây, bắt không được đứng lại đây, chỉnh mình bị nữa nè, mình thôi không bắt được đâu, mình kéo mình đi cả đâu, ơi, không bắt được đâu. Nghe, bà ông ơi, đứng lại đây. Ủa vậy? Sao không cưới luôn cai đo đi rủ tôi chi vậy, hôm nay đi chơi mà thác cơm chó vậy? Ủa? Trời ơi, Sammy này kỳ cục ghê á. Tính ra hôm nay bọn mình đi cắm trại với nhau thì bọn tôi đi chơi đuổi bắt thôi, chứ có gì đâu mà nói giống như là tôi với Cairon bỏ rơi bà vậy hả? Trời ơi trời, gì bỏ rơi tôi, ngồi mình một đống hai người chơi rượt bắt còn nói không bỏ rơi tôi là sao vậy hả? Đi, đây, 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 Sammy có xíu vậy thôi mà cũng gan nữa. Tôi nói Sam nghe nè, tính ra bọn mình đi cắm trại với nhau không thì bọn mình đến đây bọn mình phải vui chơi, mà tôi thấy Sam từ nãy giờ ngồi một mình ở đây á, tôi tưởng là Sam gọi là ngồi nghỉ, Sam không muốn chơi cho nên tôi với Cairon mới chơi đuổi bắt đúng không Cai? Đúng rồi, chính xác. Trời ơi, sao mình đây nãy giờ xong lùi sao rồi không chịu không làm gì chơi cái sao ngồi đó không tin tôi tự chơi với nhau luôn. Đúng rồi. Trời ơi trời, quá đáng đây đây để tôi chứng minh trong mét thế nào ông bỏ rơi tôi này như nè. Đây. Cái gì đây? Liều của ông, liều của Cai đứng cạnh nhau, còn liều tôi đứng ở góc sổ này nhìn đâu. Ủa trời ơi. Ôi trời, cái gì vậy? Tính ra nha là tôi với Cairon là bạn thân với nhau thì bọn tôi để liều kế bên nhau thôi, có gì đâu. Còn còn Sam thì bây giờ Sam con gái cho tôi nhường cho Sam nguyên một cái chỗ to thế này để Sam dựng liều luôn, quá đã luôn đó Cai. Đúng 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 đúng. Đơn lẻ loi vậy. Còn đây, còn đây, tới đây nữa, bắt phốt tiếp nè, đây gì đây? Gì nữa, gì nữa? Nguyên cái thằng có màu xanh, có màu đỏ của Cairon là sao? Màu tôi ở đâu? Màu tôi ở đâu? Màu xanh là cái nồi này là Sam đó, là đúng rồi, cái màu của Sam là cái nồi này nè. Đừng có xạo, nhìn là biết là tôi là người dư thừa thôi. Rồi, được rồi, để Phong nói Sam nè. Tính ra là cái thảm này nó có màu của Phong với lại Cai là bởi vì sáng nay Phong ra chợ không thấy người ta bán cái này là màu của Phong với Cai, chứ là Phong mới mua thôi, chứ Phong đâu phải là không muốn mua màu của Sam đâu, tại vì màu của Sam không ai bán hết, hiểu không? Cái gì kỳ vậy? Trời ơi, mày đẹp nó thương tôi nhất đồ hen. Trời ơi, Sam là số 1, Sam là nóc nhà hen. Trời ơi trời, thôi tôi dỗ tôi đi về ha, nghỉ chơi mình đi. Thiệt xíu. Ủa gì kìa? Được rồi, Sam, được rồi, trời ơi, có xíu vậy mà cũng giỏi nữa nè. Hoa tặng Sam nè, đó, tặng Sam một hoa nè. Trời ơi, ông còn ngắt, ông có chí được ông tặng tôi. Ủa dù, cảm ơn ông tâm lý quá, lấy hoa màu đỏ luôn. Trời ơi, lấy hoa màu đỏ để tặng cho Cai chứ còn gì nữa. Trời ơi, giờ sao tôi đi về không thèm nói chuyện mấy người nữa, vô vậy. Rồi, xin lỗi, Sam, đứng lại, không nói nghe nè. Trời ơi, Sam mày dễ giỏi quá. Thôi được rồi, vậy bây giờ nè, hai bọn tôi không chơi chung nhau nữa, bọn tôi quyết định là cho Sam vô chơi chung nữa được không? À, cũng được á, nhưng mà chơi cái gì vui vui nha, không chơi đuổi bắt nha, hai người lại bỏ rơi tôi nữa, tôi không chịu đâu. Rồi, bây giờ bọn mình chơi trốn tìm được không Cai? Ủa chơi trốn tìm? Ủa có ba đứa mình thôi hả? Đúng rồi, ba đứa đủ mà. Chơi trốn tìm rồi. Thôi cũng được, trốn tìm được. Rồi bắt người tìm đúng không? Rồi, ok, được rồi bạn ơi. Hay trời, không hiểu sao tiện hôm nay Cairon chơi chung với mình á, Sammy lại ghen mọi người á, không hiểu sao ghen với lại Cairon luôn á. Thôi được rồi, vậy bây giờ chúng ta cùng nhau chơi gọi là trốn tìm nha. Ok, let's go. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 100. Rồi ok, tôi là đếm 100 rồi đó, không hề ăn gian nha. Sammy với lại là Cairon trốn xong chưa? Trốn xong rồi, tôi xong rồi. Xong rồi đúng không? Trốn thấy luôn á. Rồi ok, được rồi, giờ Phong đi kiếm nè. Rồi ok bạn ơi, đó bây giờ là chơi trốn tìm là chắc chắn là cho Sammy chơi chung nè. Sammy khỏi rồi là giận nữa nha. Ok. Rồi Sammy đâu rồi ta? Cairon đâu rồi ta? Trời ơi, chết rồi, Phong cẩn thấy rồi. Chết rồi, trốn. À, Cairon đâu ta? Không thấy Sammy đó ta. Cairon đâu ta? Ơ thấy rồi. Thấy Cairon kìa. À, trời ơi Cairon, mình bắt được bạn rồi nha. Mình bắt được bạn rồi nha. Sao thấy được? Cái gì Cai? Cái ơi, mình sẽ bắt bạn nè. Ôi sao không được vậy? Trời ơi, Cairon này kém quá vậy, cũng bị bắt nữa rồi. Ok thôi, Cai ơi. Chỗ này là siêu vip luôn mà bạn cũng kiếm được, hay thiệt. Wow. Trời ơi, tôi mà. Ơi Cai, bây giờ tôi kiếm được ông nè, hai đứa mình đi kiếm, trời ơi, chơi tiếp được. Rồi Cai ơi, hai đứa mình đi chơi nhảy dây đi Cai ơi. Ơi, let's go. Đội kia đứng lại. Ủa vậy? Cái gì vậy? Tất dễ sợ là tất, cái gì mà ông bỏ rơi tôi nhanh vậy? Sao không nhìn thấy tôi mà ông bắt tôi, mà bắt Cairon? Ủa trời, tính ra là tôi bắt được Cairon thì bây giờ là tôi xí được Cairon rồi, hai đứa tôi đi chơi trò khác, còn Sam cứ trốn đi, tí nữa tôi quay lại tôi kiếm đúng không? Đúng không Cai? Cái gì kỳ vậy? Trời ơi, tất vậy sợ tất mà nhất hai cái nách luôn nè Phong ơi, thôi tôi đi về. Thôi Sam ơi, đừng, trời ơi. Sam ơi, không có động. Sammy nay dễ giỏi quá, trời ơi Cai ơi, tính ra kế hoạch của hai đứa mình hôm nay chọc cho Sam ghen lên. Tại vì nó Sam ghen thiệt luôn Cai ơi.
Trời ơi, có vậy rồi, giỏi quá trời giỏi luôn kìa. Ôi, nhìn kìa, nhìn kìa, giỏi kìa, trời ơi, thương quá, thương quá. Ơ, Sam ơi, Sam ơi, thôi nè, nè, Phong có nói Sam nghe nè, thôi Sam đừng giỏi nữa. Phong có cái bông hoa bên đây đẹp quá nè, để Phong hái cho Sam nha, Sam nha. Đây, đây, hái cho Sam nè. Bông hoa ở đâu? Hình như chỗ này là hang ổ của Hinky sao bạn ơi? Trời ơi chết rồi, hình như cái này là hang ổ của Hinky rồi mấy bạn ơi. Tính ra là bọn mình chỉ mới gọi là đập cái bông hoa này thôi mà mấy con Hinky từ trong hang chui ra quá trời luôn á trời. Hình như ở trong kia còn nữa đó. Ôi trời ơi đông quá à. Sao giờ sao Phong ơi? Bây giờ á tôi thấy ở chỗ này đến tận hơn 100 con Hinky là bọn mình sẽ không thể nào mà có thể chiến thắng được bọn nó đâu. Bây giờ bọn mình về làng đi, bọn mình về làng mình bàn kế hoạch đi. Chị nhanh lên mọi người, về nhà. Về nhà báo cho mọi người trong làng Hero Team biết rằng Husky đã xuất hiện. Husky đã xuất hiện. Ê! Cái gì vậy? Mọi người ơi, nhìn ở phía trước kìa, hình như là mấy con Husky nó đã vô làng của bọn mình rồi. Ôi trời. Oh my god. Như vậy có nghĩa là bọn nó đã xâm chiếm ngôi làng Hero Team của bọn mình rồi. Từ nay ngôi làng Hero Team sẽ biến thành làng Husky. Trời ơi. Không được rồi. Oh my god, từ từ mọi người bình tĩnh. Bọn mình vẫn chưa biết rằng là mấy con Husky này có tấn công bọn mình hay không. Cho nên chúng ta phải từ từ. Mọi người để Phong test trước cho bây giờ nha. Bọn mình phân công đi. Tôi sẽ đứng đây, tôi nhìn, hiểu không? Kai cũng đứng ở đây nhìn chúng tôi, còn Sam sẽ chạy ra đó để xem bọn nó có đánh không. Gì vậy? Trời ơi, bắt ông bây giờ, bắt ông sao cái gì? Ông nhờ tôi vậy? Tôi nhường cái con gái đó, tôi nhường bà ra test trước đi. Đúng, nhường cái gái trước mà. Trời ơi. Ôi trời ơi. Gì đâu kỳ, cũng trai đâu, đâu phải nhường tôi chứ, tự nhiên bắt tôi ra rồi là năng thành tôi sao? Rồi, tôi giỡn xíu mà làm ghê rồi. Bây giờ tôi lại. Giỡn chui quá em. Lại gần nè. Ui, mọi người, hình như cái con Husky này nó không đánh bọn mình thì sao á? Ui. Ui gì vậy? Gì vậy? Không sao, mấy con Husky này đuôi nó không đánh bọn mình. Biết đây là... Ôi trời, con này nó hiểu được tiếng Anh bạn ơi. Wow. Wow, trời ơi, tính ra mấy con Husky này hình như bọn nó không đánh chúng ta. Trời không sao. Ơi mà khoan đã. Nếu như bọn nó đông như thế này á thì làm sao bọn mình có thể sống trong ngôi làng này được? Trời ơi. Ê mọi người, quay coi nè. Nó đẩy luôn cái tượng của ông Vịnh xuống dưới để nó leo lên trên đây đứng nè. Anh dịch mất ngôi vàng rồi. Anh dịch đã bị bọn nó quăng xuống dưới như là một bịch rác để bọn nó leo lên trên đây mà nó đứng các bạn ơi. Trời ơi, nghiệp dịch quá. Nó đạp kìa. Trời ơi, nó đạp dịch luôn kìa bạn ơi. Trời ơi. Thôi không xong rồi. Dịch mất, cái này đúng kiểu đạp dịch luôn. Cái này chắc chắn là bọn nó đang có ý định muốn xâm chiếm làng Hero Team của bọn mình để biến thành ngôi làng của bọn nó rồi bạn ơi. Không được rồi, nó leo lên cả nóc nhà của tôi luôn kìa mấy ông nhìn kìa. Nó leo lên nóc nhà của tôi luôn kìa. Trời ơi, không được rồi. Bây giờ Sammy, Kairon, lại đây, bên này. Bây giờ nha, nhân lúc á bọn nó vẫn chưa gọi là tấn công chúng ta và bọn nó vẫn chưa gọi là chiếm được ngôi làng của chúng ta thì chúng ta phải tìm cách để tiêu diệt bọn nó, không để cho bọn nó sinh sôi nảy nở thêm, hiểu không? Đúng chính xác. Nhưng mà phải làm cách nào đây? Bây giờ á, làm cách nào á, bây giờ chúng ta cần phải có một căn cứ để chúng ta gọi là ở trên đó chúng ta bàn kế hoạch với nhau. Tôi nghĩ là cái ngọn núi trên kia là hợp lý nè, bọn mình lên trên đó đi. Đi. Ok, đi. Rồi ok bạn ơi, bây giờ bọn mình đã tập hợp tại căn cứ bí mật của bọn mình rồi nè. Thật ra thì nó cũng không bí mật lắm đâu, nó nằm ở trên núi. Nhưng mà cũng đã giúp cho mình tránh xa được gọi là 100 con Husky rồi. Bây giờ, cái đó, Sammy, tôi nói cho hai người biết nè, bây giờ chúng ta là những người đã thả mấy bọn Husky này ra, cho nên chúng ta phải tìm cách nào đó để tiêu diệt hết bọn nó trước khi anh Dịch vào trong Minecraft. Chứ anh Dịch mà vào trong Minecraft, anh Dịch biết bọn mình thả bọn Husky ra là anh Dịch sẽ đuổi mình ra khỏi team đó, hiểu không? Ủa, bọn mình cái gì? Ông là người thả, tôi có thả gì đâu. Trời, thôi đuổi ông nè, mình được rồi. Tính ra tôi thả bọn Husky ra, lúc đó có Sam với lại Kai ở kế bên, cho nên là hai người cũng bị liên lụy, hai người cũng sẽ bị đuổi khỏi team nếu như hai người không giúp tôi, hiểu không? Cái gì kỳ vậy? Trời. Không có kỳ gì hết á, bây giờ nè, đừng có nói nhiều, bây giờ phải bàn kế hoạch để tiêu diệt bọn nó đi. Bây giờ hai người có kế hoạch nào để có thể tiêu diệt 100 con Husky này không? Có ai có kế hoạch gì không? Hả? Tiêu diệt 100 Husky dạ? Từ từ để tôi suy nghĩ coi. Ôi, có cách rồi. Trời ơi, bọn mình đây có cách rồi. Bây giờ Husky nó có 100 con lận mà mình có 3 người làm sao tiêu diệt, đúng không? Bây giờ mình dùng súng mình bắn tụi nó làm tụi nó chết chắc
luôn. Thông minh à. Dùng súng để tiêu diệt bọn nó hả? Nghe cũng hay đó. Nhưng mà ừ, Kai Ron thấy thế nào Kai? Cái cách gì mà dùng nó tàn bạo quá vậy? Bây giờ mình xuống dưới, mình làm bạn với nó, sau đó mình giả bộ nói với nó là hãy đi ra chỗ khác ở đi. Tào lao, tào lao. Ông làm như là ông muốn nói chuyện với bọn nó là được, bọn nó là quái vật á, ông mà xuống nói chuyện bọn nó sẽ nhai đầu ông luôn á chứ đó mà nói chuyện. Đây bây giờ trời ơi khùng vừa tông nậu. Bây giờ nếu mà nói như vậy thì chơi súng đi bạn ơi. Thôi, hợp lý. Được rồi, ok. Vậy thì bây giờ chúng nó sẽ làm theo kế hoạch của Sammy, đó chính là sử dụng súng để tiêu diệt bọn Husky. Đây tôi có chuẩn bị súng trong đây cho mọi người nè. Đây đây vô đây vô đây. Ui xịn sò vậy, xịn sò bò cười vậy. Đây 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 đâu, đây đây. Đâu. Đây. Trời ơi, cái cây súng kia của Kai á, vứt đi mấy trời cây này ơi, nó xịn nè. Trời ơi, súng đồ chơi. Đó, súng đồ chơi đừng có dùng. À Sam cầm đi. Đó, súng này được một cái chúng ta sẽ cầm hai tay luôn đó, vậy nó mới biết được không? Đó. Ui tích vậy. Thấy ghê không? Thấy ghê không? Đó mà mình bắn được hai tay luôn coi nè. Đó. Thôi bị VIP luôn. Được rồi, ok. Bây giờ Kairon và Sammy, hai người đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện chiến dịch tiêu diệt 100 con Husky. Let's go. Tiến lên. Được rồi. Bây giờ Kairon và Sammy, hai người đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Vậy thì bây giờ tiến lên. Husky nè, Husky nè. Tới cuối cùng thì cũng phải dùng cách vậy? Của mình thôi. Sao cách vậy? Mình mình hay giỡn trò thôi. Bạn có nhớ hôm trước đó mình có chế tạo ra một cái con gọi là siêu anh hùng Hero Team không? Đó, tất cả Hero Team được kết hợp lại thành siêu anh hùng á, bạn nhớ không? Siêu anh hùng Hero Team. À, là cái con nhân vật mà cả Hero Team kết hợp lại với nhau. Cái tay là Mr. Dịch, cái chân là gọi là Siro, cái đầu là Phong Cận, cái mình là Kairon kiểu vậy hả? Đúng rồi, cái con robot mà mình chế tạo đó, bạn nhớ không? À, nhớ, bây nhớ, giờ nhớ. Chúng ta sẽ phải sử dụng cái con đó. Chúng ta kết hợp lại, chúng ta sử dụng sức mạnh của nội tại. Chúng ta kết hợp 8 thành viên lại để đánh tụi Husky này, đảm bảo thắng luôn. Ừ, cũng được đó. Bây giờ á, muốn chiến đấu được với bọn nó thì chúng ta không thể nào mà đánh lại đâu. Nhưng mà nếu như sử dụng cái con gọi là người ta, cái con Hero Team, nhân vật Hero Team được kết hợp từ 8 người đó lại với nhau thì mình nghĩ rằng nó sẽ có đủ máu và đủ sức mạnh để có thể tiêu diệt được đó. Ok. Ủa mà chắc không Phong, tại vì một con mà đánh 100 con sao thắng được. Trời ơi, tôi nghĩ là thắng được mà, tại con này khỏe lắm đúng không Kai? Đúng rồi, con này khỏe lắm. À quên nữa, mà cái con này nó có một sức mạnh nữa, đó chính là nó có thể biến to ơi là to luôn. Ừ, hợp lý thôi được rồi. Vậy bây giờ thì Kairon, tôi sẽ giao trong trách nhiệm đó chính là biến thành con đó và tiêu diệt với bọn nó, được không? Luôn, chơi luôn. Được rồi, ok. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng nhau sử dụng đến nhân vật siêu cấp vô địch Hero Team để gọi là tiêu diệt bọn nó nha bạn nha. Let's go. Let's go. Hero Team siêu cấp vô địch biến hình. Trời ơi bạn ơi, nhìn cái Ron ngầu quá bạn ơi. Ơi, tôi không ngờ là nhìn ông ngầu đến như vậy luôn á. Ơi Kai, như vậy là ông có thể đánh nhau với bọn nó được đúng không? Nếu còn cái gì nữa, bây giờ bạn có muốn coi sức mạnh của mình không? Được, được, được. Vậy thì Kai Ron bây giờ hãy tiến lên đi nào Kai Ron. Cố lên Kai Ron. Cố lên. Cái gì với chúng tôi à? Ui.
Thôi gì vậy chúng tôi? Ôi trời hay quá, quýnh một phát chết một con luôn. Trời mạnh dữ, mạnh dữ. Gì với chúng tôi? Trời ơi mình mạnh quá bạn ơi. Bây giờ mình đánh được là một phát chết một con đúng không? Bây giờ mình đánh 10 con cho bạn coi nè. Hay quá, hay quá, tiến lên đi Kai. Kai này nè, quay nè. Hay quá, hay quá. Trời ơi một mình Kai chấp hết 10 con luôn. Ủa sao tự nhiên không có Kai chạy vậy? Chạy vậy Kai. Kì á. Ui. Ủa sao Kai sạch cõi vậy Phong? Cái gì Kai vậy? Có nghĩa là Kai đang xuất khỏi thế giới rồi đó. Chạy sao mày? Trời ơi, cái Kai ơi. Trời ơi, cái gì mà thể hiện vậy? Cái gì mà thể hiện chi, sao bị đánh chết vậy trời? Trời đất ơi, Kai Ron ơi là Kai Ron, gáy làm cái gì xong cái cuối cùng bị bọn nó đánh chết vậy? Tôi đã nói rồi á, một mình ông làm sao quýnh lại 10 con? Trời ơi trời. Vậy thua rồi. Trời ơi làm sao mà thắng được? Rồi trời ơi. Bạn bình tĩnh, cái này là do tôi gọi là ốm yếu vậy thôi. Cho nên tôi đánh 10 con không lại. Bây giờ á tôi biết anh to hơn nữa nè, tôi đánh gọi là hết tụi này cho mọi người coi. Đúng rồi các bạn ơi, mình nhớ là hồi nãy Kai Ron có bảo á là cái con này nó có một cái kỹ năng có thể biến thành siêu to khổng lồ. Ok rồi, Kai thử biến đi Kai. Đâu? Để mình biến cho bạn coi. Hãy cha! Ôi trời ơi, trời ơi, ngầu vậy. Cái gì mà to như vậy? Trời ơi, trời, cái gì mà ghê vậy, nhìn to hơn ngôi nhà luôn á. Hay quá Kai ơi. Được rồi. Bây giờ Kai Ron hãy gọi là đi tiêu diệt bọn nó đi nha Kai Ron. Đúng rồi. Để mình tiêu diệt cho nó cho bạn coi. Ok ơi, hay là từ từ bây giờ bọn mình phải leo lên trên nhà của Kamui để mình quan sát là Kai Ron đánh nhau bọn nó bạn ạ. Ok, leo nhà Kamui. Leo đây. Chờ xíu nha, đừng quánh nha, để lên xem thử coi. Ok, để tôi xíu, tôi lên trên cao tôi coi Kai Ron tiêu diệt bọn nó như thế nào. Rồi ok bạn ơi, bây giờ bọn mình đã lên trên nhà của Kamui nè. Bây giờ bọn mình có thể nhìn được Kai Ron từ trên cao. Rồi Kai Ron đây. Tiêu diệt bọn nó đi Kai. Đó, mày ơi, nãy giờ mình tập thể dục không? Mày thấy mình đang ngồi múa đây không? Nãy mình tập thể dục đủ rồi nè, bây giờ đuổi mày ra. Tập thể dục để đánh nhau hả? Mày hiểu mày, đây nè, ghê chưa? Ôi, tôi không thấy được gì luôn á, tao thui á. Ôi, đi dính chùi, cay kìa. Cay rồi, nãy giờ, sao? Chuyện với chúng tôi nè. Sao tôi không thấy ông quýnh bằng nó, mà tôi thấy ông tàn đào mấy cái lỗ làm gì cay. Ôi, dù. Khó quá bạn ơi, mình to quá, mình không thấy gì hết trơn á. Trời ơi. Vậy? Bạn to, bạn quýnh không lại bằng nó hả? Trời ơi. Mày nè mày, ây da, ôi rồi, ôi rồi, ôi rồi. Trời ơi, quýnh thôi trừ 100 cái, trúng được 1 con. Từ nãy giờ quýnh 100 cái mới trúng được 1 con. Trời, lâu quá, Kai ơi, Kai ơi. Cái gì vậy, Kai đang làm gì, Phong đang tập tạ. Cái gì vậy? Anh mình đang cố gắng là còn khó nữa. Nhưng mà, nó đen. Mình không thấy được bạn ơi. Tụi nó nhỏ quá. Nó nhỏ quá. Mày quýnh không lại hả? Trời. Mình sắp mệt xỉu rồi bạn ơi. Ôi trời ơi. Ôi Kai. Kai ơi. Kai Ron. Kai Ron. Mệt xong tự sạch khói luôn Phong ơi. Trời ơi. Cái này là quýnh xong cái đầu. Quýnh mà quýnh bọn con hết mấy con Husky nó không thèm quýnh Kai luôn bạn. Kai Ron tự quýnh xong tự mệt quá, tự đăng xuất khỏi thế giới luôn. Ủa dù. Ê sao lạ vậy, tôi lần đầu tiên tôi thấy có cái kiểu người này luôn á Phong. Trời ơi là... trời bạn ơi, vậy là coi như bọn mình thua rồi, bọn mình không phải thắng lại rồi. Kai Ron ơi, ông vô dụng quá trời quá đất luôn á. Thôi quay lại, mình quay lại căn cứ đi, mình tìm cách khác đi, nhanh lên. Ôi, trời ơi là trời, gáy cho cố vô kêu rằng là có khả năng biến to rồi cái gì mà gì hero team siêu cấp vô địch cái gì đó mà cuối cùng xong vẫn gọi là không đánh lại bọn Husky mà còn nhục nhã hơn ở chỗ ơi. Là Kai Ron quýnh tự mệt xong tự chết. Trời ơi, nghĩ mà chán luôn Phong ơi, nghĩ đúng mà rồi, tôi thấy chán, chán luôn á. Trời ơi, trời, thôi được rồi. Phải bạn ơi, này do mình gọi là sử dụng năng lượng là không có kiểm soát nên là mình mới bị vậy thôi. Trời ơi. Thôi, nói chung thua à, thua không nói nhiều, Kai Ron ơi. Nói chung là Kai vẫn thua bằng Husky. Thôi được rồi, bây giờ đã đến lúc Phong cận thông minh nhất hành tinh vũ trụ hơi với điện ảnh Minecraft ra tay đây. Từ nãy đến giờ tôi đã nghĩ được một cái cách rất là hay để tiêu diệt bọn nó rồi các bạn ơi. Và bây giờ chúng ta cùng nhau đến với cách của tôi nha. Let's go. Rồi ok, bây giờ chào mừng Kai Ron cùng với tất cả các bạn fan đã đến với cái bẫy siêu cấp vô địch của mình. Ủa bẫy đâu đây ông, đứng ở trong cái vòng tròn là bẫy gì vậy? Trời ơi Sammy này không thấy gì hả? Đây nè, đây coi nè. Ôi sao? Cái gì vậy? Trời ơi, cứu tôi. Mới thấy chưa Sammy chìm xuống lava luôn rồi. Ủa sao đâu rồi? Cái gì vậy? Tôi đây. Chưa kịp dính, chưa kịp có Husky rồi tôi dính trước rồi Phong ơi. Đây chính là một cái bẫy của tôi á. Thì cái bẫy này nè, mọi người biết
dùng để làm gì không? Bây giờ mọi người nhìn tôi nha, đây đây. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho bạn fan cùng với Kairon và Sammy xem cái bẫy của mình sẽ dùng để làm cái gì nha. Ví dụ giờ mình sẽ ra đây nè, mình thấy một con Husky đi. Ok, hello Husky, nhìn mặt mày thấy ghét quá, quýnh cái nè. Đó, sau đó sẽ đuổi theo mình. Ôi, 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 ôi. Ôi, không nè, không nè. Dùng cho Husky luôn à, ông này gan dữ ta. Đó, tôi sẽ chọc bọn nó thấy không, cho nó đuổi theo tôi đó, đuổi theo đi, vô đây, ok, nó đuổi gần tới nè, mình sẽ nhảy vô đây, mình sẽ nhảy vô đây. Xong rồi nó sẽ đến đây, xong rồi nó sẽ... ghê chưa, ghê chưa. Đó, vậy thì bây giờ bọn mình chỉ cần dụ mấy con Husky đuổi theo bọn mình, xong mình chạy đây, nhảy qua đây là mình có thể tiêu diệt được hết bọn nó rồi, đúng không? Hợp lý á. Trời ơi, tôi mà, được rồi, ok. Bây giờ chúng ta cùng nhau đi tiêu diệt bọn nó nào. Ok, mấy bạn ơi, bạn thấy cách này của mình có hay hay không thì nhớ bình luận xuống bên dưới, đừng quên để cho mình một like nha các bạn. Let's go. Rồi, bây giờ nè, tôi giao nhiệm vụ nè. Sammy, hãy đi qua bên phía ngân hàng để tiêu diệt để đánh mấy cái con Husky gọi là ở bên đó. Còn Kairon qua bên phía Ramen House, hiểu không? Tôi về phía giữa này. Ok, mọi người chuẩn bị nha. Một con. Bây giờ dụ cái con này. Hai con nè, đuổi theo đi. Ba con nè, đuổi theo đi. Ok. Đuổi nè. Mình đang dụ nó đuổi theo mình các bạn ơi. Ui, nhớ cẩn thận coi chừng bị đánh đó nha. Đánh nè. Trời. Đuổi theo mình đi mấy bạn ơi, mấy bạn Husky đuổi theo mình đi. Đuổi theo mình đi nào mấy bạn ơi. Let's go. Let's go. Vậy? Đi theo tôi đi nào, tôi cho xin chữ ký nè, let's go. Ui trời ơi bạn ơi, từ nãy đến giờ thì bọn mình cũng đã dụ dỗ mấy con Husky đuổi theo bọn mình được rồi nè. Ok, đi theo tôi nè bạn ơi, let's go. Một hàng ngang tập hợp. Đó trời ơi, nhiều quá trời đất luôn bạn ơi. Qua đây, có giỏi qua đây nè, bắt theo tôi đi. Ok, bây giờ mình sẽ chạy cái bẫy trường thông cho bạn. Ui, con chặn đường mình nè. Ui ơi, ai da, trời ơi, bọn nó chặn đường mình các bạn ơi, mấy con này thông minh quá. Trời ơi, sợ thật sự luôn á. Đuổi qua đây nè. Ê, đi gì mình bạn ơi, ê. Cố anh Kai ơi, cố lên, đây nè. Bây giờ để bọn mình vô trước nha, để mình vô trước cho sau đó là mọi người vào nha. Ok, vô đây. Rồi. Nhanh lên, vô đây. Ok, đây, tôi đang vô, mọi người để xíu nha. Vô đây. Ok, rồi chuẩn bị nào. Hey, nhảy qua đây. Ok, tới đây đi nào. Một con, hai con, ba, bốn, năm, rơi xuống dưới hết. Ôi bạn ơi, bạn nhìn kìa, bọn nó đưa xuống dưới hết rồi bạn ơi. Ok, yeah, bọn nó đang bị thiêu cháy. Rồi xong, chết queo. Rồi ok, tôi đã tiêu diệt xong đám của tôi rồi. Bây giờ Kairon với Sam tới đi, nhanh lên. Trời, tôi đang tới nơi nè. Mình đang trước mặt bạn luôn rồi, Husky nó dí mình quá trời luôn à. Cố lên. Tụi bay đây. Ủa? Sao còn mấy con vậy kìa? Sao còn có ba con vậy? Cái gì kìa? Nó đuổi tôi quá trời, sao đuổi Kai mà đuổi tôi? Ủa? Mày đuổi Sam rồi bạn ơi? Sao có ba con đuổi theo Kai vậy? Còn Sam bị một nùi đuổi. Trời ơi, ơi, tôi xinh gái này mà đuổi tôi là sao vậy? Vô duyên. Mạch ái. Mạch tôi áo. Lên Sam ơi, qua đây. Ok, ui, quá Sam ơi, trời ơi. Nó bị rơi xuống rồi. Quánh nhà vô duyên. Đây, ôi, rồi xong rơi xuống hết. Rồi xong rơi xuống hết. Mấy bạn thất ghi rồi. Mấy bạn thất ghi rồi. Trời ơi, lẩu thất ghi. Trời ơi, trời ơi, chết mèo hơn. Yeah, ok ơi. Vậy là bọn mình đã tiêu diệt sạch rồi, bây giờ ngoài làng không còn một con nào hết. Quá đời. Ok bạn ơi, thì hôm nay các bạn đã thấy được cái bẫy của mình với lại là Kairon và Sammy. Các bạn thấy cái bẫy nào có ai hay hơn? Chắc chắn là bẫy của mình rồi, bởi vì bẫy của mình tiêu diệt được hết đúng không? Ok, thì cảm ơn bạn đã xem video này nha. Nếu như bạn thích video này và thấy thích những cái bẫy của bọn mình thì đừng quên để cho mình một like, một share và nhấn subscribe đăng ký hội cho kênh YouTube của mình nha mọi người. Và mấy bạn thấy cái bẫy của mình có hay không, hãy nhớ bình luận xuống bên dưới cho mình biết. Và bạn có nghĩ được cái bẫy nào hay hơn thì hãy nhớ comment để cho mình làm những cái bẫy khác nữa nha. Ok, còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em trong video sau. Tạm biệt. Bye bye. Ủa gì? Cái gì? Có sang bị hết trơn. Cái này nè xuống.